Đá đây. Này chui bụi rồi. Ui giời. Hôm nay xuống dưới anh nhỉ? Chè thì mái đâu. Anh có thấy con trống được không? Lên rồi đúng không? Lại xuống rồi. Chết rồi, úi xưa. Nên là con này chết này. Mình để cái chỗ đấy đéo đẹp lắm. Để chỗ đấy nó không có điểm nó đâu. Khi hơi xa. Này xuống bụi rồi đúng không? Không em tính là tính ở bụi nó giúp nó đá vào vì nó hay đá bụi mà. Ở đây thì lấy đâu ra cần gì cảnh thế đâu anh. Thật sự mình hoa ác quyết, chưa gặp chim luôn. Vừa đây có mấy con đấy còn gì? Làm gì con nào, có chim như con của anh hót đấy. Nghĩ mày treo cái góc này, anh treo bên kia, nó không bên nào nó nhảy sang bên đấy.
thảo không? Sao quá.